mình muốn thử thách bản thân mình, xem cái giới hạn của bản thân mình tới đâu. Cho nên là khi mà tới chương trình mà phải trải qua rất là nhiều cái thử thách khó khăn khắc nghiệt á, thì Phương cũng nghĩ là chuyện mà Phương muốn, đó là điều mà Phương muốn, mà cho nên là Phương rất là sẵn sàng để đón nhận tất cả những cái khó khăn khắc nghiệt đó. Thì chỉ có duy nhất là đúng như chàng với chàng nói là cái thực sự đúng luôn, cái cũng ám ảnh với Phương chính là cái đầu tiên là ngoài việc gấp chăn, mà với lại Phương phải sinh hoạt làm sao trong vòng 15 phút ạ. Nào là phải gấp chăn, xong rồi phải đánh răng rửa mặt, rồi tất cả mọi thứ trong vòng 15 phút. Mà cái điều đó là không bao giờ có ở trong cuộc đời Phương ở bên ngoài. Bình thường ở ngoài đi cái việc tắm thôi, có khi Phương thích tắm ít nhất cả tiếng rồi. Bây giờ trong trong đó thực sự luôn không dám luôn mọi người. Gội đầu có chưa có nên gội đầu hay không? Nó là một câu chuyện đấu trên tâm lý luôn đó mọi người. Đó mà còn chưa kể là xưa giờ mình cũng quen là có báo thức rồi, bây giờ mình phải tự động dậy. Mọi người có biết là tụi Phương ngủ dậy nha, thế tụi Phương ngủ dậy sớm hơn cái giờ quy định cũng không được, không có đẹp nha mọi người, là không tốt thui luôn. Không muốn, tại vì nhiều khi Phương sợ là mình muốn dậy sớm hơn để tụi mình làm, tụi mình gấp chăn sớm để không có bị ảnh hưởng tới đồng đội cũng được. Đúng giờ nha, đúng giờ mới được. Mà nhiều khi không biết là đúng giờ là mấy giờ, nên là cứ tầm 2 giờ là Phương giật mình dậy là Phương lại chạy ra. Mấy giờ rồi, à sớm quá định xuống ngủ tiếp. Là cứ như vậy trong suốt 7 ngày á. Cho nên nếu mà nói mà cái khó khăn nhất chính là làm sao cho mình phải nhanh gọn lẹ trong vòng 15 phút mà đi vệ sinh. Đó là cái kinh khủng nhất. Là vì là không có đồng hồ cho nên là Phương là người dậy đầu tiên nè. Phương là cứ 2:30 là đi ra coi đồng hồ em đi vô ngủ tiếp. Còn vô vậy mà ngồi không dám ngủ á, kiểu sao vậy bị trễ giờ. Xong cứ chạy Phương ra coi đồng hồ, tới khi nó vô ngủ tiếp là mình cũng ngủ tiếp. Chưa đâu mọi người, còn đồng chí Linh Ngọc Đàm là một cái đồng hồ báo thức của Thiên Ngân. Tại vì cứ đúng giờ là đồng chí Linh Ngọc Đàm tự dậy. Không hiểu bằng một cái lý do nào đó, mà nó là bà có cái đồng hồ sinh học trong người bả. Cứ đúng gõ cái beng 5 giờ là đi nhỏ mấy, 4:30 á là tự động dậy. Hay lắm. À chắc là có tập luyện trước khi tham gia chương trình rồi. Là cứ 5 giờ là chuông báo thức xong thành thói quen. Phải đâu Hằng ơi, áp lực á hả? Có nghĩa là áp lực á. Áp lực tạo kim cương, nhiều khi ở nhà mình ngủ đã, mình phê á không? Mình ngủ quá chứ ngủ luôn. Vô đây ha, 5 giờ phải dậy tự nhiên, 4 giờ bon mắt có mở chừng chừng vậy nè. Nhưng mà mọi người cứ nhớ cái đêm đầu tiên là mình không thể ngủ được. Tới mức độ mình dậy sớm 3 giờ mình dậy mình mở cái đèn lên mình chửi liền. Nhưng mà đừng có, em còn nhớ một chi tiết nữa nè. Không hiểu sao gà người ta sáng sớm mới gáy. Mấy con gà trong quân đội là 12 giờ đêm mới gáy mọi người. Con gà 12 giờ gáy, 1 giờ gáy, 2 giờ gáy. Mấy con gà không đủ, mấy con gà gáy. Rồi bọn anh gáy ở trong đấy không ạ? Còn anh gáy không ạ? Con gà thôi. À con gà đấy, con gà gáy. Chứ còn không còn chiến sĩ nào gáy ở trong đấy đâu. Con gà nó gáy, con gà thì cũng làm thành con gà ghê luôn. Mình đòi là thịt con gà luôn. Mọi người có nhớ là bình thường ở nhà chắc ai cũng tắm nóng đúng không? Đi ở đây là ở ngoài trời mưa bão mà đứa nào cũng co ro vậy này là cũng thiệt lạnh luôn. Cái nhiệm vụ cuối cùng chỉ nhớ hôm đó là thịt uống sốt luôn đó, là tất cả cũng thiệt lạnh luôn. Mà về nhà xối, 12 đêm xối nước ào, xối nước ào và tắm chung. Tắm cho lẹ lẹ lẹ. Bình thường ở nhà là Bi một người tắm rất là kỹ, rất là lâu. Nhưng mà giờ chỉ có 2-3 phút, maximum là 3-4 phút để tắm thôi. Hào 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 xoa xà bông rồi cứ tắm không biết còn dơ sạch hết trơn, đi ra mặc quần áo cái đã rồi tính sau, kiểu như vậy. Và em thấy là sau giờ ngủ là mình khỏe hơn rất nhiều đúng không? Tại vì mình vượt qua được tất cả những cái khó khăn đó. Nhưng mình sợ bị phạt. Nhưng mà đúng là nhờ những khó khăn đó mà mỗi lần mình Phương làm xong một cái thử thách nào đó tự hào lắm, cực kỳ tự hào luôn, thấy kiểu mình hương hoang luôn á. Mình rất là vui và nói chung là cảm thấy là mình hoàn thiện mình hơn, mình trưởng thành hơn rất là nhiều khi tham gia nghe sau nhập ngũ. Có ai bị áp lực thời gian qua đến mức là chịu bệnh ở trong đấy 7 ngày không tổng không ạ? À chịu bệnh thì không, tại vì có khi là phải bơi rồi, nhưng mà đi vệ sinh thì không giặt đồ nha, không giặt đồ. Những buổi sáng còn đối diện cái gì quyết định là mình có nên giải quyết những cái chuyện cần giải quyết hay không, bởi vì khi mình giải quyết cái chuyện cần giải quyết thì những cái chuyện mà mình không thể giải quyết được nó sẽ ập tới, tức là đắn đo giữa việc nên hay không nên. Tại vì mình cái dòng mà mình nên một cái là mình bị tập trung liền, là lúc đó là sách chạy không có kịp, mình không có kịp gói ghém lại, có những cái nó nằm lưng chừng, nó không gói ghém lại được, nên là cái quyết định nó rất là khó khăn ạ. Nên là tại bình thường đều đặt là phải sinh hoạt đều đặt theo đúng nhịp, mọi thứ nó được thoải mái rồi thì các nhiệm vụ đều dễ dàng thôi, nhưng ở trong đó có những cái tình huống mà mình phải giữ nó lại lưng chừng và nó làm cho mình phải mang theo nhiều gánh nặng khi nó được nhiệm vụ.
có những đồng chí đã không thể giữ mình. Tiếp coi là trời ơi, chàng thấy nó khúc này sướng cứng rồi luôn. Nhưng mà bạn nghĩ đó, bạn nghĩ cái đi con á, có chung một cái gọi là nổi ám ảnh. Đi về hai đứa về yến lên gần 6 kg. Mọi người đoán được mà 6 kg từ đâu ra? Tăng lên gần 6 kg ạ, quý vị. Quá trời quá đất chứng tỏ. Nhưng mà 6 kg đó là những chỗ khác nhưng mà bạn không có. Quá là áp lực khi mình sợ. Mình không có nghĩ được, trời bây giờ như Giang Hy mới nói, mình mà bị ở nhà uống cà phê, mình chill buổi sáng rồi đúng không? Mình sẽ có rất nhiều thời gian, nhưng mà ở đây không thể. Mình phải lo hết kiểm lên, sách đồ, sách tất cả mọi thứ, đi vô đánh răng đánh mặt liền. Không thể làm một cái gì khác luôn. Mà quá cơn rồi đâu có được đâu. Nó kinh khủng cái gì đó, nên là thôi giờ mình tiếp mai nha, mai bây giờ mình vô công việc lâu quá rồi. Mai chuyển chủ đề mai. Dạ vâng, thực sự nếu như mà Sang Lập Ngũ và trong quân đội nếu mà không có máy quay thì thực sự có ba cái nhân vật mai sẽ quánh lộ ngay lập tức. Cái nhân vật thứ nhất là con gà. Con gà đấy không phải gà Việt Nam nữa, chắc chắn gà ở Mỹ hay là gà ở đâu ở châu Âu đấy, cái múi giờ rất là lạ lùng. 2 giờ sáng cái ngang đấy là gà ở trong đấy nhá. Tiếp theo đến thành viên tiếp theo là thành viên Trang Hí. Là sau tiếng gà đấy thì cái bóng của Trang Hí lập lũi bước ra giữa sàn nhà nguyên một mình một cái chăn. Sải ra sàn nhà ngồi gập từ sáng cho đến 4 giờ sáng. 2 tiếng đồng hồ. Như bóng ma. Và tiếp theo và là cái bóng Nhã Phương. Bởi vì là cái sườn tầng và tại vì Mai nằm ở tầng trên, em nằm ở tầng trên rồi là dưới là chị Nhã Phương. Và Nhã Phương dậy một phát là nguyên cái giường nó lục đục gọi là động đất luôn. Mày không dậy mày phải dậy. Mai mà chưa dậy mày phải dậy ra bao. Nhã Phương rất nhẹ nhàng. Ngồi dậy không cần phải gọi, không cần phải đánh thức gì cả, chỉ cần bà ấy dậy là Mai được tự dậy. Đấy là ba người đấy. Đấy, ngoài cái thử thách gấp chăn ra thì cái thử thách tiếp theo thì thử thách những cái thử thách ở trong Sa Đập Ngũ thì thực sự là rất là khó. Nếu như mà không khó thì đã không gọi là thử thách. Và nếu như mà mình cảm thấy sợ thì sẽ đã không tham gia chương trình Sa Đập Ngũ rồi. Thì những cái đấy thì mọi người phải xem, mọi người mới biết được. Nhưng cái thử thách tiếp theo nó ghê hơn như thế nữa. Nó ghê hơn cái gấp chăn. Thử thách để mặt mộc. Rất xấu nha, mắt rất thâm nha, môi cũng thâm luôn nha. Cầm cái thỏi son lên một cái chưa kịp đánh cái môi trên, cái môi dưới nó tuyết còi một phát ra coi như là nửa cái môi. Chưa đánh xong một cái môi là vẫn là phải đánh son rồi, ở dưới chưa kịp đánh son rất thâm. Đây có một cái thâm mắt chẳng lên, tóc trắng môi thâm, tóc thì bùng xù, rất là ghê. Thì là đấy là lý do mà bạn cũng ám ảnh cái chiếc còi của tôi từ nãy giờ đúng không ạ? Dạ. Mỗi lần cứ thấy chiếc còi là bắt đầu sợ đúng không ạ? Và em sợ thoát tim luôn chị đó. Nhưng mà thực sự là cái thử thách của mình mặt bọc là em thử thách ghê nhất. Cho nên là khi mà cái cảm giác là thôi nó xấu luôn đi. Từ đầu là thôi nó xấu, tập 1 thì thôi nó xấu luôn cả là nguyên một thế kỷ luôn. Đã xác định như thế luôn. Cho nên là đấy là cái thử thách mà khó nhất này. Nhưng mà hôm nay Quỳnh Mai xinh đẹp đúng không ạ? Đúng không ạ? Rất là xinh đúng không ạ? Mà đến đây bây giờ để mặt mộc thì chẳng lẽ mọi người Vâng, ekip sẽ ghi nhận phản ánh này của nghệ sĩ ạ. Cho ekip hậu kỳ ạ. Và hồi nãy giờ ngồi nghe tất cả các chị em ngồi kể là công chuyện giống như là mình được sống lại trong cái không gian đó. Có những thứ mà mình cảm thấy là mình không thể quên được trong cuộc đời của mình luôn. Nó rất là vui. Và bên cạnh những cái việc mà mình nãy giờ mình có nụ cười như vậy thì đương nhiên những thử thách rất là khó. Và cá nhân mỗi người đều có một cái ngưỡng khác nhau. Đối với Hoàng Yến á, thì Hoàng Yến có một khi mà Yến tham gia chương trình thì mẹ Yến cản. Mẹ không cho tham gia, mẹ Yến trêu là tại vì trước đó Yến có tiền sử là bị phái bị đi đệm và phái má khớp gối. Thì vào đây chương trình không biết là liệu thử thách mình có vượt qua được hay không, hay là về ôm bệnh rồi báo mẹ nữa. Mẹ hay kêu về đi về xong báo mẹ, không báo ai hết trơn á. Thì chị Yến mới trêu là bây giờ có báo cũng hay không báo mẹ cũng sẽ cố gắng vượt qua. Thì trong chương trình thì rõ ràng có những cái thử thách liên quan đến về xương khớp và nó làm ảnh hưởng tới Hoàng Yến rất là nhiều. Và có những lúc mà mình tưởng chừng như là mình gã ngã quỵ, mình không thể đứng được luôn. Và những lúc mà đầu gối của Yến đụng vào á, là đầu gối mình có thể cảm giác là cái đầu gối nó chạy hai bên vậy. Mình lắc mà nó kêu hai bên, lắc qua lắc lại được luôn. Mà cái bác sĩ quân y cũng phải chạy vào nói là sự khó rất là khó tiếp tục. Nhưng mà nhờ những sự vỗ tay, cổ vũ và động viên từ 7 chiến sĩ gọi là trâu bò này nè, thì Hoàng Yến có như có một cái gì đó nó một cái kích thích nó kích thích mình lên. Nó làm cho mình phải làm được, dù đau mình phải lớp mình làm. Và đúng quyết tâm. Và cái câu khẩu hiệu chúng ta là gì? Quyết tâm.
mình quên đâu, mình cố gắng hoàn thành được nhiệm vụ cuối cùng dù cỡ nào được cũng hết lớp về. Thì đó mình đã vượt lên được chính bản thân mình. Còn khi đang thì sao bạn ám ảnh em nào chương trình? Em ám ảnh tất cả luôn ạ. Trời em bị tùm lum hết vô, em sợ độ cao, em bị tiền nhật đình. Cái gì em cũng sợ, em đụng cái gì em cũng sợ, em lam sụp. Vậy đó, như các chị cũng đã nói là nào là từ thử thách đơn, không phải đơn giản, thử thách nhẹ nhàng như là góc chăn để mặt mộc rồi này kia, đến khi những thử thách mà liên quan đến thể lực là em sợ đủ thứ trên trời vậy đó. Nhưng mà tuy là sợ nhưng mà em vẫn cố gắng để em hoàn thành hết mình. Như chị Trang Thí hay nói em là nó sợ chứ nó cũng làm mà không sao đâu. Đúng rồi, đúng là giống như là làm bộ ấy. Thì chị em sợ lắm. Hay ghê quá chị ơi, chị ơi, lên làm không mình. Lên làm mình. Không mà. Cũng cái đại loại là đó, lúc mà lên không có miếng nào là sợ. Không, mình phải ráng, mình phải thể hiện sự chuyên nghiệp. Mình phải thể hiện sự chuyên nghiệp, sự anh hùng của mình. Mình phải diễn cái bộ không sợ thôi. Đúng rồi, sợ chị. Em sợ độ cao, em lên trên cao. Quá sợ đi, cái gì em cũng sợ hết nhưng mà cuối cùng cũng làm được. Cho nên là nếu mà nó ám ảnh cho em ám ảnh tất cả luôn ạ. Cho em ám ảnh hết nha. Kiểu ngồi bên cạnh là tổng đạo diễn thì bắt đầu cảnh giác, kiểu cảnh báo bên cạnh. Đúng không ạ? Có phải một lời luôn bên tổng đạo diễn không ạ? Đâu cảnh giác nè. Dạ đúng rồi, anh Khoa cầm biết kìa. Tụi em đang rất mong chờ anh Khoa đó. Anh có mặt tụi em không? Đúng vậy. Câu mà chừng tụi em á là cái câu ám ảnh nhất đó đối với anh. Thì từ cái lúc mà tham gia chương trình đến cuối chương trình cũng không được ảnh nói gì về tụi em hết, nên thực sự bây giờ tụi em rất muốn nghe nói cái gì đó đi ạ. Các nghệ sĩ làm khó tổng đạo diễn ạ. Thực ra là với format sau những năm 2023 này thì với những việc lựa chọn những đoàn tập những năm thực sự là cũng là một ám ảnh của cả ekip, bởi vì thực sự là tất cả những nội dung mà trải nghiệm cái lần này là một trong những mà khó khăn nhất so với từ trước đến giờ.